À, hai mẹ con nói chuyện gì mà vui vậy? À, bà mới về. Bà uống nước đi ba. Đúng là khỉ con của bà. Có chồng rồi mà cũng lý lắc như ngày xưa. Có đúng không bà? Chứ Bà còn uống gì nước đi. nữa. Sao ba vô nhà được vậy? Ai mở cửa cho ba? Bà có chìa khóa. Lúc trước á, nhà có tụi con nên việc mở cửa không có sao. Bây giờ á, chỉ có một mình mẹ con, chạy ra chạy vô mở cửa bất tiện lắm. Ba con á, làm cho anh hai một cái chìa khóa, vậy là mẹ mất việc luôn. Đó là ý kiến của thằng con trai cưng của em á. Nó lo cho sức khỏe của em. Thôi anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với hai mẹ con em. Anh lên liền. Ủa, mà sao thằng Tân nó không về với con? Dạ anh Tân bận lắm ba. Dạo này công ty đang phải làm việc hết công suất để kịp giao hàng cho người ta nữa. Thấy như vậy mẹ cũng yên tâm. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, để con làm tiếp cho, ha. Đó, thấy chưa? Trời ơi, có sao không con? Sắp xếp thời gian về tôi chỉ cho nấu vài món hay chưa? Mẹ. Ngon thiệt ta ơi. Công nhận á, bà Bảy này á chỉ công thức nấu món canh súp Hàn Quốc đặc biệt thiệt. Chiều nay thằng Tân về á, ăn được món canh này thế nào nó cũng khen ngon hả? Nhưng mà cảm giác thiếu thiếu cái gì á. Miếng bột ngọt nữa. Alo. Alo, mẹ hả? Tân hả? Dạ, con đây. Có gì không con? Nè, sao giờ này con chưa về? Dạ, hôm nay con ăn cơm bên nhà Huệ. Hả? Nên con không về nhà ăn cơm được. Mẹ khỏi chờ con nghe. Đâu được đâu, ở nhà mẹ mới nấu món. Mẹ à, nhưng mà ba má của Huệ muốn gặp con. Ờ. Mẹ đừng buồn con nghe. Ờ. Vậy hả mẹ? Ờ. Vậy mẹ cứ ăn cơm trước đi. Rồi có gì con sẽ gọi cho mẹ sau. Thôi được rồi. Mình thương con, bỏ công cả buổi trời đổi món ăn cho nó, ai dè chỉ cần một cuộc điện thoại của con vợ nó thôi, gọi biểu nó làm cái gì nó làm ngay à. Thua. Để đó lát photo. Huệ, vô đây anh nhờ chút việc. Dạ. Ê, mấy bà nghĩ coi, lần này á, sếp lại giao việc gì cho bà Huệ nữa đây? Thôi, lo làm việc đi, bị la bây giờ đó. Thì chắc cũng là mấy tin tức quan trọng thôi, bà bây giờ cũng là người nổi tiếng rồi mà. Mấy em mà muốn nổi tiếng như người ta, thì lao vào nguy hiểm mà viết bài đi, cứ ngồi đó mà nói xấu hoài, làm sao mà nổi tiếng được. Chị Hà em nói thiệt chứ có nói xấu ai đâu. Thôi, lo làm việc đi, ở đó lòng vòng hoài. Em cầm lấy và coi thử xem. Sáng nay em nhận được lá thư này. Trong thư là lời kêu cứu của một cô gái. Nạn nhân cầm lá thư này đến tận đây cho anh. Trong thư cô ta nói là cô ta đang mang thai và cô ta đang bị người ta uy hiếp để bắt đứa bé đó. Vậy bây giờ anh muốn em làm gì? Anh muốn em tiếp xúc với cô gái này qua địa chỉ ghi trên bì thư.
tìm hiểu kỹ và xem coi có chuyện gì, và viết một bài về tình trạng này cho anh. Dạ, em sẽ cố gắng viết sớm. Ừ, em làm việc thì anh yên tâm rồi. Thôi, em ra ngoài làm việc tiếp đi, anh không phiền em nữa. Chị Huệ, lần này sếp giao cho chị đề tài gì vậy? À, không có gì. Có một cô gái đang mang thai và bị uy hiếp, gửi thư về tòa soạn nhờ giúp đỡ. Ông tổng kêu chị đi gặp coi sao. À, vậy hả? Chúc chị thành công nha. Cảm ơn. Dạ. Đó, bà thấy những điều tôi nói có đúng không? Nó lấy con trai của mình về, rồi cướp luôn con trai của mình từ từ thôi mà. Tôi thì không ngờ, nó thường xuyên kiếm cớ ăn ngoài để khỏi phải nấu cơm nhà. Hôm nào tôi cũng phải nấu cơm, rồi phải ăn một mình nữa chứ. Mấy bà thấy không, sống với con á mà phải ăn một mình hoài như vậy thì thà trước đây tôi sống với quê còn sướng hơn. Thôi bà đừng có buồn nữa, bà cứ gặp thẳng con dâu của bà nói ý định của bà là bà muốn nó làm theo ý bà đi. Ờ, đúng rồi đó. Dù gì con dâu chị nó cũng mới, nó không dám cãi lời chị đâu. Vài bữa nữa chị giấu bộ bệnh cho nó làm coi làm sao. Ừ, tôi thấy dùng cách này được nha. Con trai của mình nó không nói gì được mình, mà con dâu của mình nó cũng nghe lời mình luôn. Tôi thấy là cách này cũng được. Đúng là phải dạy lại tụi nó. Không thôi riết rồi tụi nó coi tôi chẳng ra cái gì hết á. Đúng rồi đó, tôi cũng thấy vậy á. Vì tương lai của chúng ta, mình phải dạy lại các con dâu của mình thôi. Cái này bán sao chị? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ ơi, trời, sao mệt quá. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ, mẹ thấy hôm nay trong người của mẹ rất là mệt. Mệt quá con ơi. Trời, mẹ, mẹ chắc có... con nấu cơm giặt đồ giùm mẹ được không con? Ừ. Mẹ có cần đi bác sĩ không? Khỏi con ơi. Mẹ không sao đâu. Mẹ nằm nghỉ chút xíu là mẹ khỏe liền à. Để con nói anh Tân đưa mẹ đi khám bệnh. Khỏi con. Mẹ nói rồi, mẹ nằm nghỉ chút xíu, chiều mẹ còn phải nấu cơm chiều nữa mà. Việc nhà mẹ để con lo, mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Ít ra cũng phải vậy chứ. Đi đâu không biết nữa. Muốn nhờ chút việc cũng không xong. Đi siêu thị mua ít đồ ăn về để chuẩn bị bữa tối.
Biết vậy, mình tự mình làm việc nhà cho rồi, tự nhiên giả bộ bệnh chi, rồi bây giờ giả nằm trên giường hoài, mệt quá. Để coi cô con dâu này làm việc nhà như thế nào đây. Trời đất ơi, thiệt tình, làm đâu bỏ đó là sao vậy trời? Trời ơi, làm ăn kiểu gì mà nước văng tùm lum không biết nữa. Bỏ trong máy giặt, bỏ bừa bãi trên cái ghế à. Cái gì mà áo trắng để chung với áo màu thì làm sao mà giặt được không biết nữa. Thiệt tình, con dâu của tôi nó tệ quá. Biết vậy tự làm việc nhà cho rồi, để nhờ nó làm gì. Bây giờ đi theo sau hầu nó, dọn dẹp còn mệt hơn nữa. Dạ con chào bác. Dạ cậu tìm ai? Dạ cho con hỏi, đây có phải là nhà của cô Kim Huệ không à? Dạ phải, nó đi vắng rồi, cậu tìm nó có chuyện gì không? Dạ thưa bác, con là nhân viên của công ty điện máy. Dạ cô Huệ có đặt mua chiếc máy này và bây giờ con mang hàng tới. Máy gì vậy cậu? Dạ là máy nước nóng. Dạ. Dạ bác vô lòng ký vào đây giùm con, là hàng đã giao. Dạ. Ký đâu cậu? Dạ ký đây nào bác. Rồi. Đây nè bác. Dạ. Rồi con cảm ơn bác. Cảm ơn cậu. Dạ thưa bác con đi. Dạ. Cậu ơi cậu. Ơi cậu. Trời ơi chị anh, quên nhờ nó bưng vô giùm cho mình. Không sao. Trời, chết cái lưng của tôi rồi. Ê, em đi đâu mà xách đồ nhiều vậy? Hôm nay mẹ bị bệnh nên nhà em nấu ăn giùm. Mẹ bị sao vậy em? Có nặng lắm không? Em cũng không biết. Em thấy trán mẹ không có nóng, nhưng mẹ cứ nằm hoài, không biết có sao không nữa. Sao em không đưa mẹ đi bác sĩ giùm anh? Người lớn tuổi rồi bị cảm cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Em cũng đã khuyên mẹ rồi mà mẹ không chịu nghe, em biết làm sao bây giờ. Anh. Ừ? Em mới mua một cái máy nước nóng lạnh để ở nhà cho tiện việc pha trà uống nước. Ừ, nếu em thấy cần thiết thì cứ việc mua. Nè. Mẹ, mẹ sao vậy? Em cũng không biết, lúc nãy mẹ đâu có sao đâu. Mẹ bị cái gì vậy? Đứng lên đi. Mẹ.
đuôi á, cái lưng của mẹ đau quá mẹ, đau quá. Em quên đưa mẹ vô bệnh viện đi. Tử con. Ba em đã hỏi rồi, mẹ chỉ bị trật gân vùng lưng thôi. Bây giờ đang được băng bó để tránh cử động nhiều. Em cũng nhờ ba cho mẹ khám tổng quát luôn rồi. Mẹ thiệt tình, em nói mẹ đi khám cỡ nào mẹ cũng không chịu nghe. Bây giờ thì lại ra nông nổi như vậy. Nếu như em không mua cái máy nước nóng đó thì đâu có chuyện gì xảy ra. Em đâu có ngờ sự việc là như vậy. Em nghĩ mua cái máy đó để tiện việc uống nước trong gia đình thôi. Anh xin lỗi em, anh vì lo cho mẹ mà anh không bình tĩnh. Anh chưa bao giờ nổi nóng với em như vậy. Em cũng nên hiểu cho anh, anh chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Bất cứ điều gì tổn thương đến mẹ, anh đều không thể chấp nhận được. Em làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ tới mẹ thôi. Anh sẽ không bao giờ lặp lại điều này. Em đừng giận anh nha. Sao rồi ba? Chào ba. Con và Huệ theo ba vô phòng. Đi anh. Ba, mẹ con có chuyện gì không ba? Con nghe Huệ nói là mẹ con chỉ bị trật cơ lưng thôi phải không ba? Theo kết quả khám tổng quát thì trong gan của mẹ con có xuất hiện một khối u lạ. Vậy mẹ con có sao không ba? Hiện giờ thì cũng không thể khẳng định được điều gì cả. Mẹ con cần phải xét nghiệm để xem coi khối u này là lành hay là u ác tính, rồi sau đó sẽ tính tiếp. Dạ, con hiểu. Ủa, mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ cần cái gì á cứ nói con. Bác sĩ dặn con là mẹ không được cử động nhiều. Mẹ không sao hết, con yên tâm đi. Dạ. Chuyện khối u của mẹ con yên tâm, mẹ chấp nhận đợt xét nghiệm này. Chưa chắc gì đã là khối u ác tính, đúng không con? Dạ. Mẹ đã nói rồi, con yên tâm đi. Thôi, bây giờ mẹ buồn ngủ rồi, mẹ phải đi ngủ để có sức làm xét nghiệm nữa. Thôi, mẹ nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Cả đêm qua mẹ chưa có chợp mắt một chút xíu nào hết. Con đi nha. Con nè, con yên tâm đi, mẹ nằm nghỉ mấy ngày là hết đau liền. Con đừng có lo lắng gì cả. Con cũng đi nghỉ ngơi chút đi. Cả đêm qua thức trắng rồi,
giữ sức mà còn đi làm nữa. Dạ con biết mà. Huệ à, anh thấy mình có lỗi với mẹ quá. Ngày đem mẹ lên đây nói là để chăm sóc mẹ, không ngờ mẹ toàn là lo cho mình không à. Em tin mẹ sẽ không sao đâu. Anh đừng quá lo lắng. Em cũng có lỗi một phần. Đáng lẽ em phải gánh vác cùng anh chuyện chăm sóc mẹ. Nhưng mà anh không có trách em đâu. Chỉ thương mẹ cả đời cực khổ vậy. Nếu mẹ có mệnh hệ nào, anh đừng hận. Anh đừng nói vậy. Em nghĩ khối u đó chắc chắn là lành tính. Em tin là như vậy. Ủa, Linh sao mày lại ở đây? Ba anh Thành mới vừa cấp cứu sáng nay. Mà mày và anh Tân sao lại ở đây? Mẹ anh vừa mới nhập viện chiều nay nè. Bác có sao không anh? Cũng chưa biết sao nữa, anh đang chờ kết quả. Lát có gì em ghé thăm bác sao? Ừ, mày có gì gấp thì đi đi. Lát gặp lại nha. Bye bye. Trời cũng đã khuya rồi, em về nghỉ ngơi đi. Mai còn đi làm nữa, còn mẹ để anh lo cho. Sáng mai để em vô tòa soạn xin nghỉ phép vài bữa, vô đây thay anh chăm sóc mẹ. Em thấy anh mệt mỏi lắm rồi. Thôi không được đâu, ngày mai em còn phải đi làm nữa, ở lại đây không có tiện đâu. Anh đã xin công ty nghỉ phép vài ngày rồi, em cứ về đi. Quê, mày đi đâu vậy? Tao định về qua chào mày một tiếng. Sẵn coi bác ra sao rồi. Mày vào đây. Ủa, em và Quê mới tới hả? Dạ. Sao phòng tới ôm vậy anh? À, anh tắt đèn cho ba dễ ngủ.
Mày ngồi xuống đi. Bác đã uống thuốc chưa anh? À, bác sĩ nói tình trạng của bác sao rồi? Bác sĩ nói đã khỏe, hai ngày nữa có thể xuất viện. Ba vừa mới uống thuốc xong, hiện giờ thì đang ngồi. Em mua cái gì vậy? Em mua cháo. Chừng nào bác ngủ dậy thì ăn. Vậy là yên tâm rồi. Ừ. Mẹ anh Tân sao rồi? Không hiểu tại sao lại mắc cái bệnh quái ác đó. Chắc phải nằm thêm vài ngày nữa để bác sĩ theo dõi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Ừ. Lát nữa tao qua thăm bác. Ừ. Vậy thôi tao về trước nha. Ừ. Em chào anh. Ừ. Anh đói bụng chưa? Em mua cái gì cho anh ăn nha. Anh cứ như vậy thì làm sao có sức khỏe mà lo cho ba anh? Có chuyện gì vậy? Anh lo buồn chuyện gì? Ba anh đã không sao rồi mà. Em xin lỗi. Em không muốn nhìn thấy anh phải buồn bã như vậy. Anh có biết là em nhìn thấy anh như vậy em đau lòng lắm không? Em có muốn biết tình cảm thật của anh lúc này như thế nào? Em hiểu. Anh không thể nhẫn tâm. Bởi vì dù sao bác ấy cũng là chồng của mẹ anh. Anh căm thù con người ấy, nhưng anh cũng không nỡ nhìn thấy ông đang chết dần chết mòn trong cảnh nghèo khổ. Không hiểu sao khi nhìn thấy ông đang thoi thớt thì những hình ảnh rất hiếm khi ông ấy vui đùa mua đồ chơi cho anh từ thuở nhỏ lại hiện về. Cả đời ông ta đã làm khổ mẹ anh, ông ta có xứng đáng nhận được sự chăm sóc của anh không? Anh cảm thấy mình có lỗi với mẹ nhiều quá. Em nghĩ bác ấy đã nhận ra được lỗi lầm của mình. Tha thứ cũng làm cho lòng chúng ta nhẹ nhàng hơn. Biết đâu mẹ anh sẽ vui về hành động của anh trong lúc này. Nhanh thôi mà, mẹ không sao đâu. Mẹ. Xong rồi, mẹ không sao đâu, con đừng có lo. Khi nào có kết quả, ba của con sẽ báo cho mẹ biết. Con chắc chắn mẹ sẽ không sao đâu. Ừ. Tân đi làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Dạ. Về nhà nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn. Dạ. Chị về nghỉ ngơi cho khỏe. Ừ. Đừng có suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Đúng rồi, phải khỏe để sống lâu. Mà lo cho cháu nội nữa chứ. Dạ. Yeah. Nè. Bà xã đảm đang của anh đang nấu món gì vậy? Cho anh ăn thử coi. Em nấu súp cho mẹ đó, anh dám ăn thử trước không? Thôi, nếu mà em nấu cho mẹ thì anh không dám đâu. Chỉ khi nào mẹ và em cho phép thì anh mới dám. Thiệt không? Thiệt. Nếu thiệt thì ra ngoài sân phụ em lấy đồ đi, em đang bận. Thôi, anh không chịu đâu. Trừ khi nào em đồng ý, hứa với anh một điều thì anh mới chịu. Anh muốn em hứa cái gì? Thì đó đó. Được rồi, nhiều đó thôi, phụ em đi.
Em hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đó. Em ơi, mẹ tới nè em. Ủa, mẹ đi đâu vậy? Hỏi vậy là sao? Mẹ đi thăm chị Xua chứ đi đâu? Em ở đây nói chuyện với mẹ, đem vô mời mẹ anh ra nha. Thôi, để mẹ con nghỉ, để mẹ vô. Dạ không sao đâu mẹ, nằm một chỗ hoài cũng không tốt đâu. Nha em. Dạ. Mẹ đi taxi hả? Sao mẹ không kêu con Hành Tân qua đón mẹ? Bậy bạ, đi thăm chị Xua mà bắt con rể đón thì còn ý nghĩa gì nữa? Con đang làm gì đó? Con đang nấu súp cho mẹ anh Tân. Được không đó? Cũng tạm tạm, nhờ mẹ đó. Dạ, chào chị. Chào chị khỏe không? Dạ cũng đỡ rồi chị. Tụi nó cứ bắt tôi nằm hoài, không cho làm gì hết á. Tay chân ở không, chán muốn chết luôn vậy đó. Chị còn mệt thì phải nghỉ ngơi cho khỏe. Việc gì đã có hai đứa nó lo, phải tập cho tụi nó làm, chứ chị dành hết sao được. Anh vô lấy đồ giùm em nha. Mẹ ngồi chơi ha, cô xuống bếp một chút. Mời chị ngồi. Dạ. Làm phiền chị quá à. Tôi có bệnh nặng nề gì đâu mà chị phải đi thăm. Mời chị. Dạ. Đáng lẽ mấy bữa chị nằm viện tôi phải vô thăm, nhưng nhà không có ai, không biết làm sao. May nhờ có ba con Huệ nên tôi cũng đỡ ngại. Có gì đâu mà ngại chị. Tụi nó cũng chạy đi chạy về, có gì á là nó báo liền. Cũng may là có anh Xui, cho nên mọi việc cũng nhanh gọn. Dạ. Hôm nay á chị phải ở lại đây để dùng bữa cơm gia đình nghe. Cảm ơn chị. Thôi hẹn bữa khác hai vợ chồng tôi qua luôn thể. Bây giờ tôi phải về lo cơm nước cho ổng. Dạ. Chắc ổng về rồi đó. Vậy thì thôi, tôi không ép chị. Nhưng mà lần sau á chị không được từ chối đó. Nhất định vậy đi. Dạ. Để con đưa mẹ về nha. Thôi khỏi con, mẹ đón taxi về được rồi. Đâu có được chị. Huệ, con kêu Tân á đưa mẹ con về đi. Thôi xin phép chị tôi về. Dạ. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Tân, con đưa chị Xui về bên nhà giùm cho mẹ đi. Đã nói là khỏi rồi mà. Con ở nhà lo cho chị Xui đi. Mẹ đón taxi về được rồi. Cho để con đưa mẹ về. Chị đừng có bận tâm. Làm như vậy mai mốt sao tôi dám qua chơi nữa. Thôi tôi không dám cản chị. Em đưa mẹ ra đón taxi nha. Anh lo cho mẹ giùm em. Đi mẹ. Chị Xui về. Dạ. Người đâu mà hiền lành dễ chịu quá à. Thôi, mẹ vô ăn miếng cháo đi rồi mẹ uống thuốc nha. Từ ngày đám cưới con tới nay mới được gặp mẹ chồng con. Mẹ chồng con cũng vui tính quá. Mẹ chồng con hiền lắm, không như mẹ nghĩ lúc trước đâu. Tại mẹ chồng con căng thẳng với mẹ, chứ mẹ đâu có muốn vậy đâu. Lúc đó nghĩ lại con thấy mắc cười quá.
không ngờ bây giờ lại là Suya mẹ ha. Thấy như vậy mẹ cũng yên tâm phần nào. Chứ con về nhà chồng mà khó khăn, bụng dạ nào mẹ chịu nổi. Mẹ yên tâm, con gái mẹ lúc nào cũng tốt mà. Taxi, mẹ về nha. Bữa nào rảnh con về thăm mẹ. À, thôi mẹ về, con nhớ lo thuốc thang cho mẹ chồng nha. Mẹ yên tâm. Anh, sao nằm đó? Vợ chồng mình đi ăn cơm đi, em đói bụng quá à. Có chuyện gì vậy? Mẹ lại không hài lòng chuyện gì nữa hả? Anh cho mẹ ăn súp chưa? Sao vậy? Nói em nghe coi. Em đang làm chuyện gì vậy? Chuyện gì đâu, em không hiểu. Em trả lời đi. Cái này là cái gì? Em xin lỗi. Em định nói với anh chuyện này từ lâu rồi, mà nhiều việc quá nên em quên. Trước khi em làm chuyện này em phải hỏi ý kiến của anh chứ. Em làm vậy là không tôn trọng anh. Em biết lỗi rồi. Vợ chồng mình có gì từ từ nói chuyện nha. Từ từ là sao? Em giấu anh được chuyện này thì em giấu anh tới chuyện gì nữa hả? Em có coi anh là chồng của em không? Tại em nghĩ vợ chồng mình mới cưới, còn nhiều việc chưa ổn định, nên em muốn từ từ có con. Em nói nghe dễ lắm. Anh thì chấp nhận rồi, nhưng liệu mẹ anh và ba mẹ của em có đồng ý hay không? Chuyện này là chuyện riêng của vợ chồng mình, đâu liên quan gì tới người lớn đâu. Em nói vậy mà nghe được. Chỉ vì anh quá yêu và nuông chiều em, thành ra em coi thường anh. Sao anh nói vậy? Em chưa bao giờ có cái ý nghĩ là coi thường anh hết. Anh nghe em giải thích đi ha. Anh không cần. Em cứ dành thời gian lo cho sự nghiệp của em đi. Gần nhau những lúc
thiếu vắng muộn phiền, ngồi bên anh nghe anh truyền cho. Người ơi, cho em xin một lần để được thấy em trong trái tim anh. Cuộc sống cho ta nhọc nhằn để tình yêu thắp sáng con tim. Hạnh phúc không như ước mơ, tình yêu không như bài thơ. Một tình yêu không vương muộn phiền là tình yêu không mang niềm đau, là tình yêu không mang niềm đau. Vậy là mày bỏ ra đây còn cả buổi tối hả? Còn Huệ thì sao? Dù có trách, nhưng tôi vẫn mãi yêu em. Rồi mai kia đường đời em không còn niềm vui, thì về đây, nơi đây vẫn có tình tôi. Huệ làm vậy tao thấy nó cũng có phần ích kỷ, nhưng mà không phải không thể tha thứ được. Tụi mày còn trẻ, có con sớm á, chưa chắc đã tốt. Mà dù gì cô ấy cũng không nên giấu em. Mẹ em lại rất muốn có cháu, em cũng muốn nữa. Tao thấy Huệ là người phụ nữ rất thông minh. Tao nghĩ là Huệ có cái lý riêng của mình. Sao mày không thử lắng nghe Huệ nói? Có thể Huệ đó chưa sẵn sàng làm mẹ, bởi vì đó là một dịp trọng đại đối với người phụ nữ. Thôi, mình là đàn ông, phải bao dung. Cạn ly. Uống xong á thì về với vợ đi, chắc là Huệ đang lo cho mày đó. Chuyện gì cũng vậy, nghĩ thoáng ra thì cũng có hướng giải quyết thôi. Mày thấy tao không, chừng này tuổi mà vẫn còn độc thân vô tính. Mỗi cái á có cái sướng cái khổ riêng của nó ha. Phải không? Vô. Anh yêu, muốn nói với anh, có phải yêu anh là sai? Nước mắt đã nhiều hơn nước mưa, lòng em lạnh như giá băng, vẫn nhớ những phút đắm say. Vẫn nhớ lúc ta gần nhau, những lúc
hiu vắng muộn phiền, ngồi bên anh nghe anh truyền cho. Người hỡi cho em xin một lần để được thấy em trong trái tim anh. Cuộc sống cho ta nhọc nhằn để tình yêu thắp sáng trên tim. Hạnh phúc không như ước mơ, tình yêu không như bài thơ, một tình yêu không vương muộn phiền là tình yêu không mang niềm đau. Anh yêu muốn nói với anh, có phải yêu anh là sai? Nước mắt để nhiều hơn nước mưa. Không được sợ nha, lần không chút nhẹ vẫn nghe. Những phút đắm say vẫn nhớ lúc ta gần nhau, những lúc thiếu vắng muộn phiền, ngồi bên anh nghe anh truyền cho. Người hỡi cho em xin một lần để được thấy em trong trái tim anh. Cuộc sống cho ta nhọc nhằn để tình yêu thắp sáng trên tim. Hạnh phúc không như ước mơ, tình yêu không như bài thơ, một tình yêu không vương muộn phiền là tình yêu không mang niềm đau, là tình yêu không mang niềm đau. Tân, Tân, dậy đi con. Sao vậy? Tối hôm qua con sai lắm phải không? Có chuyện gì vậy con? Không có gì đâu mẹ. Tại tối hôm qua công ty của con có tiệc, thành ra uống hơi nhiều một chút. Về trễ sợ vợ con thức, ngủ ở đây luôn cho nó tiện. Có tiệc tùng á hay là việc gì á thì cũng phải vào phòng mà ngủ. Dạ. Thôi con đi tắm đi, tắm xong rồi giờ ăn sáng còn đi làm nữa con. Dạ. Ha. Nè con. Dạ. Sáng nay con có việc quan trọng ở công ty, con đi nha mẹ. Có việc gì mà gấp dữ vậy con?
Ừ thôi đi đi, kẻo trễ. Anh, hôm nay anh có chuyện gấp lắm, có gì để nói sao? Hai đứa bay sao vậy? Không có gì đâu mẹ. Em xin lỗi, em vô ý quá. Quệ có sao không? Sao mặt mày thất thần dữ vậy? Em không sao, tại tối qua thức khuya quá nên hơi chóng mặt. Em đi nha. Hôm nay có chuyện gấp lắm, có gì để xử. Chị làm gì mà suy tư vậy? Giờ hồi nào vậy em? Chị chưa trả lời câu hỏi của em mà. Có gì đâu, em cũng chưa trả lời câu hỏi của chị. Vậy hồi nào? Vậy chị hôm qua. Dạ. Ủa, ủa chị nhớ em hả? Dạ được rồi, được rồi. Nhớ, nhớ khủng khiếp. Nhớ quà của em đó. Dạ, em quên rồi. Thì ghét. Alo, xin lỗi, chị có phải là Nụ? Người đã gửi lá thư yêu cầu giúp đỡ và tôi sợ mất cuộc sống phải không? Chị có phải là chị Huệ không vậy? Đúng rồi, còn em là Nụ hả? Em ngồi đi. Em khổ lắm chị ơi. Bây giờ em không biết mình phải làm sao hết. Bình tĩnh đi Nụ. Em cần có đứa con này chị ơi. Nó là tất cả của em. Em chỉ cần có nó thôi chị ơi. Nụ à, chị và mọi người trong tòa soạn sẽ giúp đỡ em. Chị tin là pháp luật sẽ đứng về phía em, và pháp luật cũng sẽ bảo vệ quyền làm mẹ của em. Nhưng trước hết, muốn được như vậy, em phải kể cho chị nghe những gì là cụ thể nhất và những gì đã xảy ra với em. Như vậy chị mới giúp em được. Hồi đó em mới 15 tuổi. Ba em bị bệnh nặng lắm mà mẹ em không có tiền cho ba em đi trạm xá.
Ba em mất một tuần thì mẹ em cũng ngã bệnh. Mẹ xỉu ngay trên cánh đồng bắp lúc đang đi làm. Em ôm mẹ trong tay mà không biết mình phải làm gì hết. Rồi mẹ có qua khỏi không? Lúc đó em sợ lắm chị ơi. Em sợ mẹ em sẽ đi theo ba em. Mẹ em mà đi theo ba em chị em chết em sống không nổi đâu chị ơi. Từ hôm đó mẹ em yếu dần đi. Mẹ không nhớ mà. Em là con một trong nhà, không biết làm gì hết. Em không sống nổi đâu chị ơi. Em uống nước đi. Nhưng rồi sao em gặp được ông Nghĩa? Em cũng không muốn vậy đâu chị ơi. Lúc đó em mới có 18 tuổi. Em đi mượn tiền khắp nơi để mua thuốc cho mẹ mà không có được bao nhiêu hết. Bà con bạn bè thân thuộc ai cũng nghèo, có giúp cũng không giúp được bao nhiêu. Ừ. Rồi người ta chỉ em đi bán máu. Ở chỗ bán máu em gặp bà Năm. Bà Năm đã giới thiệu em cho ông Nghĩa. Con hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi bước vào trong nó. Nếu bây giờ con không muốn nữa thì về dẫn con kìa. Vô đi con.
Làm xong việc đó với ông Nghĩa, em được 20 triệu. Rồi em nói dối, làm lên thành phố làm gì? Mỗi tháng em gửi về cho mẹ em 1 triệu, có khi vài triệu. Nói là siêng năng nên chủ thưởng thêm. Vậy mẹ em không nghi ngờ gì sao? Người nhà quê họ thật thà lắm chị ơi. Với lại mẹ em đâu có biết thành phố là cái gì đâu. Mẹ em nghĩ trên thành phố kiếm được nhiều tiền, không có cực khổ như ở dưới quê. Làm nhiều không được bao nhiêu tiền hết. Em cũng không muốn lên thành phố sống đâu chị ơi. Nhưng mà ông Nghĩa nói ông bắt em phải ở nhà ông. Ông nói muốn chăm sóc cho đứa bé được đàng hoàng. Em không biết làm cách nào khác. Vậy gia đình ông Nghĩa đối xử với em như thế nào? Bà Nghĩa thì lầm lầm. Ông Nghĩa mà không đưa em đi khám thai thì bà Nghĩa là người đưa em đi. Có lúc em tự đi một mình. Ông Nghĩa cũng thương em lắm. Con muốn mua ở Đà Lạt về, dâu tươi lắm, em ăn đi. Để bà nghe con ba nó đạp này. Công chúa xinh đẹp của ba. Thôi nín đi. Có ai làm gì em đâu mà em khóc. Em yên tâm, tôi hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con em chu đáo. Ừ.
Em ăn đi, vô bộ đi. Lúc đầu em cũng thấy xa lạ buồn tủi lắm. Như ông nghĩ là một người tốt, ông chăm sóc lo lắng cho mẹ con em chu đáo. Mà sau cái lần đầu tiên đó, nếu không được em đồng ý, ông cũng không đụng chạm gì tới em hết. Đối với một người con gái như em, như vậy có lẽ là quá đủ rồi. Đâu có ai ngờ sau khi em sanh, sau đêm hôm đó em bỏ nhà ông Nghĩa đi, em làm việc ở một quán cơm rồi ăn ở tại đó luôn. Em có thai, khi em biết mình có thai, cái thai đó đã gần 2 tháng tuổi rồi, em không biết mình phải làm sao hết. Nụ à, bình tĩnh lại em. Em tính về nhà ở với mẹ của mình. Lúc em ngồi ở bệnh viện, người ta gọi em, em không thể, em không nói với con em chị ơi. Em định làm thuê rồi chắc góp nuôi con, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Lúc em đi, ông Nghĩa có đi tìm em, ông có nhờ cả bà Năm nữa. Có lẽ ông có linh cảm gì đó con trong bụng của em. Rồi ông ta gặp em và hăm dọa cướp đi đứa bé trong bụng phải không? Dạ.
Lúc đầu họ cũng nói ngon nói ngọt, em cũng thấy xui trong lòng. Nghĩ đến chuyện xa con, em chịu không nổi. Em cho họ đứa con gái đầu thôi chứ, bây giờ đứa này họ cũng đòi bắt luôn là sao? Thôi, đừng khóc nữa em. Bây giờ phải làm sao đây chị? Em chỉ muốn được làm mẹ thôi mà chị. Anh Đăng Giang, em ra trước mà. Anh Khánh Toàn nói trước đây. Tôi bệnh có con. Chị tiếp đi. Anh Giang, em thắng rồi. Phải. Có con rồi anh thương em nhiều hơn khi thương con không? Tôi xin đi được. Anh nói đi. Thương cái này thiệt không? Mày ký hợp đồng là phải không? Ừ. Thì sao? Mày sao vậy? Mày coi là điều khoản thứ ba của tờ hợp đồng này đi. Rất là nguy hiểm. Nếu như mình không đáp ứng nổi yêu cầu của họ thì sao? Không phải ta không nhận ra vấn đề, nhưng nếu mà mình không liều thì sẽ bỏ mất một cái hợp đồng rất là béo bở. Mày có biết bản hợp đồng này đem lại cho chúng ta biết bao nhiêu lợi nhuận không? Vậy thì mày cũng có biết là nếu như chúng ta không làm đúng cái hợp đồng này á, mình sẽ đền cho họ bao nhiêu tiền không? Tao nghĩ nếu như cho công nhân tăng ca thì sẽ giao kịp thời hạn thôi. Vấn đề không phải là nằm ở chỗ đó. Đâu phải là mày không biết các yếu tố về sản xuất. Mặt hàng này á, nguồn nguyên liệu ở xưởng của chúng ta rất là hạn chế, mà nguồn nguyên liệu nhập ở bên ngoài á cũng không ổn định. Vậy thì lấy gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ giao hàng cho bên đối tác đúng thời hạn đây? Ừ, cứ cho là công nhân họ đồng ý tăng ca và chúng ta sẽ làm kịp. Nhưng nếu chúng ta không đủ cung cấp những nguồn nguyên liệu thích hợp cho họ làm thì lấy cái gì họ tăng ca? Sẽ thịt tao với mày ra mà làm chắc. Hợp đồng này tao ký, tao chịu trách nhiệm. Nó có chuyện gì quá? Hôm nay mày bị làm sao vậy? Tao không bị sao hết. Nó bị là mày đó. Sao hả ba? Kết quả âm tính. Ừ.
Khối u lành. Xin chúc mừng chị. Dạ. Nhất định phải mở tiệc ăn mừng nha. Dạ. Cảm ơn anh Xui nhiều lắm. Tối hôm nay á, nhất định anh Xui phải ghé nhà tôi ăn cơm nha. Không có gì, nhất định tôi sẽ ghé. Dạ. Thảo, em thấy anh Khoa đâu không? Sao lại hỏi em? Tự nhiên tìm anh Khoa rồi đi hỏi người ta à? Thì gặp em hỏi anh Khoa có gì đâu mà lạ. Mà có chuyện gì không anh? Phiền em, nhắn với anh Khoa giùm anh là tối nay nhà anh có một buổi họp mặt thân thiết, kiểu gia đình nhỏ nhỏ thôi. Mời anh Khoa và em tới chơi ha. Ôi dạ. Sao anh không gọi trực tiếp cho ảnh đi? Có gọi, nhưng mà máy bận không nghe. Thì em cũng như anh Khoa thôi, có em á thì chắc chắn anh Khoa phải đi rồi, đúng không? Em á thì dĩ nhiên là sẽ đi rồi, nhưng mà đi chung thì chưa chắc. Nè, cãi nhau phải không? Vậy thì sao chứ? Ừ, quyết định vậy đi. Chú xuống phòng lấy cái ly nha. Đây nè. Mày nhớ gốc cây đằng kia không? Nhớ hồi đó tao với mày và mấy thằng nữa chia phe chơi trò bắn súng. Mày thì bị tụi nó bắn bị thương, nằm ở đó đó. Cái lần đó tao bị mày lôi về căn cứ để dưỡng thương, đang gây cấn, rồi tự nhiên bị mẹ lôi về quýnh cho mấy roi về tội trốn ngủ trưa đi chơi. Ta không biết mày có chuyện gì, nhưng gì thì gì, bất cứ lúc nào mày bị thương ta cũng sẵn sàng dành cho mày một chỗ để dưỡng thương. Tối nay nhà thằng Tân có một buổi tiệc nhỏ, mày có đến dự không? Có chứ. Mà với Thảo xảy ra chuyện gì phải không? Đâu có chuyện gì đâu. Chuyện riêng của mày thì tao không xen vào, nhưng mà thái độ của mày sáng nay tao thấy nó không bình thường. Xin lỗi mày, tao hơi nóng tính.
Đây là lần đầu tiên tao thấy mày như vậy á. Tao sẽ không như vậy nữa. Có những chuyện ta không thể nói với mày được. Nếu có dịp ta sẽ tâm sự. Nhìn cái băng mặt của mày giống như một kẻ thất trận vậy đó. Đi mày. Hôm nay thấy thoải mái quá. Em nói đi. Chuyện này là sao? Đó chỉ là quá khứ. Anh đừng quan tâm làm gì. Nhưng anh không thể nào chấp nhận được chuyện này. Tại sao em vẫn còn giữ nó để làm cái gì? Em đã nói rồi, và em sẽ không giải thích thêm bất cứ điều gì nữa. Nếu yêu em, anh phải tin em chứ. Anh yêu em, nhưng anh không muốn hình ảnh của một người nào khác tồn tại trong tư tưởng của em. Em hiểu không?